Chiều tối qua, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại khu vực Hồ Đồng Đỏ, xã Minh Chí. Lực lượng chức năng đã huy động gần 700 cán bộ chiến sĩ đóng quân trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương tham gia cứu rừng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2, đã xảy ra vụ cháy lớn rừng phòng hộ khu vực Hồ Sinh Thái, Đồng Đỏ, xã Minh Chí. Nhận được thông tin về đám cháy, gần 700 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn và Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học phối hợp tích cực với các lực lượng và nhân dân tham gia cứu rừng. Do thời điểm hiện tại, thời tiết hanh khô cộng với rừng phòng hộ ở đây trồng các cây dễ bắt lửa như thông, keo, bạch đàn nên ngọn lửa bùng phát nhanh trên diện tích rộng. Rừng phòng hộ khu vực Hồ Sinh Thái Đồng Đỏ có địa hình dốc khiến công tác tiếp cận, khoanh vùng, khống chế gặp rất nhiều khó khăn. Song nhờ có sự chuẩn bị tốt các phương án, hiệp đồng chặt chẽ cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.